chào tất cả các bạn đến với kênh trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng của anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta trong chủ đề của video lần này quốc anh chia sẻ về chủ đề mở khóa trái tim để thu hút tình yêu vào cuộc sống của bạn để mở khóa trái tim chúng ta phải cân bằng luôn xa tim luôn xa tim là trung tâm của tình yêu sự thống nhất và sự cân bằng lần cuối cùng bạn cảm thấy cởi mở dễ tiếp nhận, tha thứ, chấp nhận, hào phóng và kết nối với cả bản thân và người khác là khi nào. Điều này rất có thể xảy ra khi luôn xa tim của bạn khỏe mạnh và cân bằng. Tuy nhiên, nếu bạn thường xuyên trải qua cảm giác bị cô lập với xã hội, cô đơn, oán giận, cay đắng hoặc sợ hãi, bạn có thể bị tắc nghẽn luôn xa tim. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến luôn xa tim bị tắc nghẽn, ức chế hoặc ứ động. Một số trải nghiệm cuộc sống phổ biến nhất làm suy giảm luôn xa tim bao gồm trải qua làm dụng thể chất hoặc tình cảm khi còn nhỏ, được nuôi dưỡng bởi cha mẹ lạnh lùng, bị từ chối tình cảm và tình yêu khi lớn lên, chấp nhận niềm tin xã hội không lành mạnh xung quanh tình yêu và phát triển bản thân. Đây là những điều khiến bạn ngăn cản việc cho và nhận tình yêu. Hướng dẫn trong video này sẽ giúp bạn bắt đầu quá trình chữa lành luân xa tim của riêng mình. Luân xa tim hay còn được gọi là Anahata là trung tâm của tình yêu, sự cân bằng và kết nối, nằm ngay giữa lòng ngực trong vùng tim. Luân xa tim có liên quan đến màu xanh lá cây và nguyên tố của không khí. Luân xa này chịu trách nhiệm điều chỉnh năng lượng liên quan đến sự chấp nhận bản thân, yêu bản thân, từ bi, cởi mở và yêu thương người khác vô điều kiện. Chữa lành luân xa tim là thực hành mở, khai thông, làm sạch, hỗ trợ và tăng cường luân xa tim trong cơ thể chúng ta. Chữa lành luân xa tim liên quan đến việc sử dụng một số biện pháp khắc phục toàn diện để đưa cơ thể, tâm trí và tinh thần vào sự đồng bộn trước khi quốc anh chia sẻ về những phương pháp để giúp bạn chữa lành luân xa tim quốc anh sẽ chia sẻ những dấu hiệu của một luân xa tim không khỏe mạnh cách tốt nhất để biết liệu bạn có cần phải chữa lành luân xa tim hay không là chú ý đến suy nghĩ cảm xúc hành động và cảm giác thể chất bên trong cơ thể bạn sau đây là một số dấu hiệu cần lưu ý bạn cảm thấy mất kết nối với những người xung quanh ngay cả những người thân thiết nhất bạn thu mình và cố gắng tránh giao tiếp với mọi người bạn có xu hướng thiếu thốn trong các mối quan hệ của mình bạn có xu hướng cảm thấy xa cách về tình cảm trong các mối quan hệ của mình bạn sợ hãi khi ở một mình bạn đạt được giá trị bản thân từ những người khác bạn là một người làm hài lòng mọi người bạn cảm thấy khó tha thứ và bạn dễ ôm hận bạn cảm thấy khó khăn để buông bỏ những suy nghĩ cay đắng và tức giận bạn luôn cảm thấy tức giận với người khác và với cuộc sống bạn bị chứng lo âu xã hội bạn thường xuyên cảm thấy ghen tị với người khác bạn có xu hướng có nhiều suy nghĩ từ phê bình bạn liên tục hồi tưởng lại chấn thương của mình bạn mang một cảm giác sợ hãi sâu sắc bạn đã chấp nhận vai trò của nạn nhân bạn thường xuyên nghi ngờ và tin tưởng người khác bạn có vấn đề về tim phổi hoặc vùng ngực như hen xuyển huyết áp cao hoặc lưu thông máu kém bạn cảm thấy liên tục có cảm giác nặng nề ở ngực bạn có thể liên hệ đến bao nhiêu trong số những dấu hiệu này và chúng ta có hai loại luân xa tim bị mất cân bằng trong khi một luân xa tim bị thiếu hụt là thụ động về mặt năng lượng thì một luân xa tim quá mức có thể hoạt động mạnh thiếu hụt đồng nghĩa với thiếu sức sống chậm chạp thù động bị chặn hướng vào trong không đủ năng lượng chảy vào quá mức đồng nghĩa với sôi nổi kích động phản ứng hung hăng hướng ngoài quá nhiều năng lượng chảy vào do đó nếu bạn bị thiếu luân xa tim bạn sẽ dễ mắc các vấn đề như lo lắng xã hội cô lập và suy nghĩ chỉ trích bản thân mặt khác nếu bạn có một luân xa tim quá mức bạn sẽ dễ bị đeo bám ám ảnh tình yêu câu hỏi đặt ra là bạn bị kiểu mất cân bằng nào nó cũng có thể rơi vào khoảng giữa vậy thì luân xa tim cân bằng và khỏe mạnh trông như thế nào khi bạn có luân xa tim rõ ràng mạnh mẽ và hài hòa trước tiên bạn sẽ cảm thấy cởi mở và dễ tiếp thu bạn sẽ không còn phải vật lộn với sự cô lập sợ hãi và cay đắng nữa mà thay vào đó bạn sẽ cảm thấy đủ can đảm để mở lòng mình với người khác bạn sẽ nhận ra rằng bạn chỉ có thể thực sự học cách yêu người khác khi bạn yêu chính mình sự tự chấp nhận và yêu bản thân sâu sắc sẽ xác định mối quan hệ của bạn với chính mình kết quả là trái tim bạn sẽ dịu lại và cảm thấy an toàn khi ở bên người khác ngay cả khi họ cố gắng làm tổn thương bạn, bạn không chỉ phát triển lòng yêu bản thân mà còn bắt đầu giải phóng những khuôn mẫu hành vi độc hại cũ để xác định các mối quan hệ của bạn. Bạn sẽ từ bỏ việc trở thành một nạn nhân và bạn sẽ tin tưởng vào bản thân mình hơn. Bạn càng phát triển lòng tin và tình yêu thương đối với bản thân, bạn càng có thể thể hiện lòng trắc ẩn và sự hiểu biết đối với người khác. Bạn sẽ cảm thấy yêu thương mở rộng, tiếp thu và tha thứ cho cả bản thân và người khác. Sau đây là những phương pháp chữa lành luôn xa tim tốt nhất sẽ giúp bạn cân bằng trung tâm năng lượng này. Đầu tiên, thực hiện thiền định về tâm từ. Một trái tim cân đối là đẹp. Nó làm tan biến ảo tưởng về sự tách biệt và chia sẻ lòng nhân ái với những người khác. Nếu luôn xa tim của bạn cảm thấy tắc nghẽn hãy thử thiền tâm từ đơn giản chỉ cần ngồi xuống một nơi yên tĩnh và kết nối với hơi thở của bạn cho phép vùng ngực của bạn mềm ra khi bạn hướng năng lượng yêu thương về phía mình sau đó chọn bốn kiểu người khác nhau để hướng năng lượng yêu thương bao gồm một người thân yêu một người thân thiết với bạn một người trung lập và một kẻ thù bạn có thể muốn hình dung năng lượng yêu thương hoặc nói một câu thần chú chẳng hạn như tôi tỏa ra tình yêu với bạn để hỗ trợ việc thiền định này thứ hai thiết lập ranh giới cá nhân rõ ràng kiểm tra xem bạn cho phép người khác vượt qua ranh giới của mình ở đâu trong cuộc sống của mình những lúc nào bạn nói có nhưng thực sự bạn rất muốn nói không những người nào trong cuộc sống của bạn đòi hỏi quá nhiều ở bạn? Bạn cảm thấy lo lắng và chưa được quan tâm đến lĩnh vực nào trong cuộc sống? Phát triển thói quen để mọi người biết giới hạn của bạn ở đâu? Rèn luyện tính quyết đoán và chăm sóc bản thân? Tiếp theo là thực hành sự đồng cảm bằng cách hỏi điều gì xảy ra nếu tâm trí có thể dễ dàng đưa ra kết luận hấp tấp về người khác? Thường thì những kết luận này mang tính phán xét, thường khắc nghiệt và thiếu tình cảm. Lần tới khi bạn cảm thấy tức giận đối với người khác, hãy đặt câu hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu? Ví dụ, nếu ai đó thô lỗ với bạn, hãy hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu người đó vừa mất việc? Hoặc nếu bạn đấu tranh để hòa hợp với người khác, hãy hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu tuổi thơ của người đó khiến họ bị tổn thương nhiều đến mức bây giờ họ lại làm tổn thương người khác hãy nhớ rằng luôn có một câu chuyện đằng sau hành vi của người khác bạn có thể thực hành ôm nhiều hơn con người là những sinh vật xã hội đòi hỏi sự tiếp xúc thân thể yêu thương để duy trì sự khỏe mạnh khi chúng ta ôm chúng ta giải phóng oxytocin một chất hóa học giúp làm dịu toàn bộ cơ thể và là một loại thuốc chống trầm cảm tự nhiên cố gắng ôm những người thân yêu của bạn nhiều hơn nếu bạn chưa có ai đó để ôm thì hãy thử ôm mình như một biểu hiện của tình yêu bản thân và bạn có thể thể hiện tình yêu bản thân bằng cách cho phép bản thân được cảm nhận một trong những hình thức bạo lực lớn nhất mà chúng ta vô tình thể hiện đối với bản thân là trốn tránh cảm xúc của mình cảm xúc của chúng ta không được tạo ra để kiểm soát kìm nén chúng ta là những biểu hiện của con người chúng ta mà chúng ta cần phải nắm lấy cho phép bản thân được phép không vui tức giận buồn chán ghen tị và tất cả những cảm xúc mà bạn thường xa lánh cố gắng giữ mình trong hơi thở và cho phép những cảm xúc này đi qua bạn cho phép bản thân đón nhận tình yêu thông thường chúng ta có xu hướng phớt lờ hoặc coi thường những biểu hiện yêu thương từ người khác vì lòng tự trọng và sợ hãi thay vì từ chối tình cảm hoặc lời khen hãy chấp nhận chúng một cách hòa nhã ban đầu bạn có thể cảm thấy hơi lúng túng nhưng sự thay đổi đơn giản trong hành vi này có thể giúp bạn mở lòng hơn hãy biết ơn một trong những phương pháp chữa lành luôn xa tim tốt nhất là chỉ đơn giản thừa nhận tất cả những phước lành mà bạn có. Đơn giản chỉ cần ngồi xuống và nhìn hoặc nghĩ về tất cả những điều bạn yêu thích trong cuộc sống của mình. Nói cảm ơn với từng người trong số họ hoặc nói lời cầu nguyện biết ơn nếu điều đó cảm thấy phù hợp. Thường thì khi luôn xa tim của chúng ta đóng lại, điều đó có nghĩa là chúng ta đang tích trữ rất nhiều năng lượng đen tối trong tiềm thức của mình cái tôi bóng tối của bạn là một phần của bạn nơi lưu trữ tất cả những đặc điểm tính cách suy nghĩ cảm xúc thói quen và những phần bản ngã không được xã hội chấp nhận của bạn khi bạn bắt đầu tiếp cận những phần bị khóa chặt này của bạn và đón nhận chúng trái tim bạn ngay lập tức mở ra nhiều hơn một chút bạn có thể làm sạch luôn xa tim với tinh dầu sử dụng các loại dầu như kinh giới hoa hồng oải hương bạn có thể cho những loại tinh dầu này vào máy khuếch tán tinh dầu hoặc là xoa lên cổ tai ở dàn pha loãng và bạn có thể thực hiện một nghi lễ tha thứ sự tha thứ bắt đầu từ bạn trước bạn đã đối xử với bản thân bằng những cách nào viết một bức thư yêu thương cho chính mình để xin sự tha thứ và đốt nó đi hoặc cất nó ở một nơi an toàn nếu bạn đang giữ lòng oán hận với người khác hãy thử một nghi thức tự thiết kế bao gồm một trong các yếu tố đất lửa nước gió ví dụ nếu bạn cần tha thứ cho mẹ của mình hãy thắp một ngọn nến và nói một lời cầu nguyện chẳng hạn như vũ trụ kính yêu xin cho trái tim tôi giải thoát sự oán giận đối với mẹ. Sau đó, hãy thổi tắt ngọn nến và bạn có thể bổ sung các loại trái cây và rau sau đây vào chế độ ăn uống của bạn để cộng hưởng với luân xa tim: kiwi, rau bina, cải xoăn, táo xanh, lê, cải bẹ, rau diếp, bông cải xanh, đậu hà lan, bắp cải, ớt, bí xanh, nho và cần tay. Và bạn có thể học cách hít thở sâu. Vì luôn xa tim được cai trị bởi yếu tố không khí. Học cách hít thở sâu là rất quan trọng. Đơn giản là bạn có thể làm chậm nhịp thở của mình. Hơi thở của chúng ta càng sâu, chúng ta càng đưa oxy vào các tế bào. Cơ thể chúng ta càng có nhiều oxy, chức năng trao đổi chất của chúng ta càng tốt và chúng ta càng cảm thấy thoải mái hơn nếu bạn bị các vấn đề về luân xa tim như chứng lo âu xã hội thì hít thở sâu là một cách luyện tập hiệu quả đối với bạn ngoài ra bạn có thể sử dụng những lời khẳng định tích cực mở rộng trái tim của bạn bằng cách lặp lại các cụm từ có ý nghĩa lập trình lại tâm trí vô thức chọn một câu khẳng định chẳng hạn như tôi cởi mở tôi chấp nhận con người của mình tôi giải phóng mọi nỗi sợ hãi tôi lắng nghe trái tim mình tôi yêu thương và tha thứ cho người khác tôi nuôi dưỡng đứa con bên trong của mình tôi đáng được yêu tôi mở lòng để yêu hãy thử bắt đầu mỗi buổi sáng với một trong những lời khẳng định này và những người bị tắc nghẽn luôn xa tim có xu hướng thu mình và thậm chí lạnh lùng về mặt tình cảm để mở lòng bạn hãy thử làm điều gì đó tử tế mỗi ngày và chia sẻ với những người khác. Ví dụ, bạn có thể muốn khen ai đó, nói điều gì đó khích lệ, truyền cảm hứng tích cực cho họ. Chính điều này sẽ nâng cao rung động tích cực ở luân xa tim của bạn. Và tiếng cười là liều thuốc tuyệt vời và nó có thể được sử dụng để mở luân xa tim. Tìm điều gì đó để nuôi dưỡng nụ cười mỗi ngày. Bạn có thể xem những video truyền cảm hứng tích cực và quan sát cuộc sống xung quanh bạn. Và các bạn có thể lắng nghe video về thiền chánh niệm mà Quốc Anh đã chia sẻ ở danh sách phát để các bạn có thể thực hành thiền định mỗi ngày. Nó sẽ mang lại những điều tích cực và hữu ích về việc cân bằng luân xa tiên của chúng ta. Khi luân xa tiên của chúng ta cân bằng, chúng ta có thể thu hút tình yêu vào cuộc sống của mình và làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, thịnh vượng hơn. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo mà Quốc Anh có đính kèm bên dưới mỗi video. Quốc Anh trân trọng những cảm xúc đến từ tất cả các bạn. Cuối Anh chúc tất cả các bạn được nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.